Này, đứng lại. Anh ơi. Cậu là Tuấn chuyển đồ đúng không? Em ạ. Ừ, thì cậu là Tuấn chuyển đồ đúng không? À vâng, em Tuấn chuyển đồ đấy. Ừ, giời ơi, không phải là chuyển ra, chuyển ít đồ vào, mang lên tầng 3, hiểu chưa? À, tức là anh chuyển ít đồ vào lên tầng 3 gì? Ừ. Vâng. Chuyển ít đồ vào, mang lên tầng 3. Anh ơi. Cái xe này là nặng bao nhiêu đấy? À, con này nó khoảng 3 tấn rưỡi, cộng thêm đồ là khoảng gần 7 tấn thôi. Thế đó, mình em chuyển 3 tấn rưỡi hàng á? Ừ. Thế này thì em chuyển sao được? Ừ, thì rõ ràng hôm trước cậu bảo là một mình cậu nhận hết việc, một mình cậu ăn tiền, thì bây giờ cậu thắc mắc cái gì? Hay là cậu không phải Tuấn? À, không, em Tuấn mà. Em Tuấn đây. Ừ. Vâng, thế thôi để em chuyển anh ạ. Ừ. Vâng. Sao em cứ thay đổi ý kiến sành sạch thế nhỉ? Anh theo làm sao được? Thôi được rồi, để anh lo nhá. Anh ơi, em... Sao? Tôi bảo này, vợ tôi lại muốn chuyển mấy cái đồ đấy lên tầng 7. Dạ. Anh ơi, tầng 7 sao mà em chuyển lên được? Thì rõ ràng hôm trước thì gọi điện cho cậu mồm, cậu xuyên xuyết thì cậu bảo là cứ có tiền là em chuyển lên tầng 14, 15 cũng được. Em có nói tôi đấy hả? Ừ. À mà anh ấy... Đồ đấy là cái gì mà nặng thế anh? Tôi làm cái phòng tập gym cho vợ thôi. Trên đấy toàn tạ em ạ. Toàn tạ? Vâng. Cho vợ chồng anh không ra phòng tập gym mà tập ở đấy cái thứ có huấn luyện viên đàng hoàng. Thì cậu làm thế là chết tôi rồi. Làm thế thì còn uy tín cái gì nữa. Thôi được rồi, thế nhá. Anh ơi, sao rồi? Này, tôi bảo, có khi này cậu giúp tôi chuyển mấy cái đồ trên tầng 7 để mang ra xe. Anh ơi, sao lại phải chuyển ra xe nữa? Thì bên đại lý họ bảo là giao nhầm hàng, bây giờ phải mang đi để đổi. Thôi, đủ lắm rồi, anh ơi, không chuyển được nữa đâu. Tôi bảo, có khi là cậu cố gắng giúp tôi, rồi tôi tăng cho 3 triệu. Cố được. Anh ơi, em chuyển xong hàng rồi. Ừ. Anh cho em xin thêm 3 triệu đấy ạ. Đây, tôi vừa chuyển vào tài khoản của cậu 3 triệu rồi nhá. Nguyễn Văn Tuấn, đúng chưa? Em xin ạ. Tôi cảm ơn nhá. Tốt lắm. Tuấn ơi, mày ở đâu? Tuấn ơi.